Chào mừng các bạn đến với hội sử dụng phần mềm 4C Adobe. Mình tên là Đỗ Minh Tuấn. Hôm nay mình xin giải thích tùy chọn Translate Surface trong lệnh Execute Boot Bet. Tùy chọn Translate Surface chỉ xuất hiện khi các bạn sử dụng trong phần Offset from Surface. Đây. Đầu tiên là mình muốn tạo một khối cách mặt phẳng này, một khoảng bằng 10. Đảo chờ bên ngoài. Khi không tích Translate Surface thì sẽ tạo ra một mặt phẳng khác. Mặt phẳng này của mình được tạo bởi một cung tròn có khoảng cách cách bề mặt này là 15 và có bán kính R bằng 50. Khi mình thực hiện lệnh Translate Offset from Survey và không tích Translate Surface thì nó sẽ gần như là một mặt phẳng, nó sẽ tạo ra một cung tròn khác cách mặt phẳng này bằng một khoảng bằng 10, nó offset lên một khoảng bằng 10. Đây. Mình vẽ một cung tròn đây, một cung tròn cách cung tròn này một khoảng bằng 10. Giờ mình sẽ cho hiện nó lên. Đây. Còn khi tích Translate Surface thì nó sẽ tạo ra một khi không tích thì nó hai cung tròn này sẽ cùng tâm. Còn khi tích một khoảng bằng 10 thì hai tâm của cung tròn sẽ cách nhau một khoảng bằng 10 và bán kính vẫn bằng nhau. Ở đây là một cái bán kính 50 60. Khi mình không tích, còn bây giờ khi mình tích tấm này đi, mình có vẽ một cái có bán kính một cách khoảng cách tâm một khoảng bằng 10 này, cách tâm cũ khoảng bằng 10 và có bán kính R bằng 50. Đấy là khi mình sử dụng Translate Surface. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.